đầu năm 2024, khắp nơi ở Trung Quốc xuất hiện nhiều bệnh nhân mắc triệu chứng lạ, được cho là do một loại virus nguy hiểm hơn cả COVID-19 gây ra. Liệu đây có phải đợt thanh lọc tiếp theo đang bắt đầu? Thời gian gần đây, trên các trang mạng xã hội liên tục xuất hiện các video của người dân Trung Quốc nói về một triệu chứng bệnh lạ đang hoành hành tại nước này. Điều này một lần nữa khiến thế giới không khỏi hoang mang. Dịch bệnh lại một lần nữa bùng phát tại Trung Quốc trên quy mô lớn. Những cái tên như viêm phổi mycoplasma, cúm, virus hợp bào, COVID-19 đều đồng loạt xuất hiện. Rất nhiều bệnh viện nhi trên cả nước Trung Quốc quá tải. Đã có những trường hợp phổi trắng sau đó tử vong. Trong đó, Bắc Kinh, Thiên Tân, Thượng Hải, Thẩm Dương là những nơi dịch bệnh bùng phát nghiêm trọng và chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Hiện nay ở những nơi này, có thể nói là rất khó tìm thấy một giường bệnh nào trống. Nếu như dịch COVID-19 kéo dài hơn 3 năm trước, chỉ xuất hiện ở người trưởng thành và người lớn tuổi, thì trong đợt dịch lần này, đã có một số lượng lớn trẻ em nhiễm bệnh. Thậm chí đã có rất nhiều ca viêm phổi không rõ nguyên nhân, thậm chí là phổi trắng. Rất nhiều trẻ em bị nặng đến mức phải rửa phổi và một số đã tử vong. Chính quyền Trung Quốc đang hết sức đau đầu và nan giải về vấn đề này. Hôm 21 tháng 11 vừa qua, ông Vương Toàn Ý, chuyên gia trưởng dịch tễ học, phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh tại Bắc Kinh cho biết, viêm phổi mycoplasma đã lây lan gần 3 tháng. Hiện tại, các phòng khám nhi ngoại trú vẫn đang chịu áp lực rất lớn, mặc dù chính quyền nước này đã tuyên bố chính thức rằng người dân đang bị viêm phổi mycoplasma. Tuy nhiên, rất nhiều trẻ em lại có kết quả xét nghiệm âm tính với mycoplasma. Vì vậy, không ít người nghi ngờ rằng viêm phổi do virus mycoplasma chỉ là những danh từ mới do Trung Quốc tạo ra để che đậy nguy cơ dịch bệnh toàn cầu tiếp diễn. Một bác sĩ khoa nhi tại bệnh viện ở Bắc Kinh đã bị nhiễm bệnh. Không có loại thuốc nào có hiệu quả với làn sóng lây nhiễm này. Tôi đã uống tất cả các loại thuốc có thể điều trị viêm phổi do mycoplasma gây ra nhưng không có tác dụng. Vì vậy, tôi nghi ngờ rằng đây không phải là bệnh viêm phổi do virus mycoplasma gây ra, mà là một loại dịch bệnh lây lan nhanh tương tự COVID-19, thậm chí là nguy hiểm hơn COVID-19. Nếu nhìn lại lịch sử nhân loại, thì chúng ta sẽ phát hiện ra rằng đằng sau mỗi trận ôn dịch đều có những nguyên nhân xấu xa của nó. Thật bất ngờ khi những thảm họa thiên tai lớn xảy ra trong quá khứ đều được dự đoán chính xác bởi các nhà tiên tri lỗi lạc, hay thậm chí nó có trong cả những văn tự Phật giáo hay kinh thánh. Ở Trung Quốc, đạo nhân Trần Đoàn từng nói trong tác phẩm Tâm Tướng Thiên rằng ôn vong bất do vận số mà địa chú thiên, cũng chính là nói con người báng bổ thiên địa, thần linh, nguyên rủa trời đất, đó là nguyên nhân căn bản dẫn đến ôn dịch xuất hiện. Trong các kinh điển phương Tây, ôn dịch được xem là sự trừng phạt của Chúa đối với con người. Trong kinh thánh, có hơn 60 trang đề cập đến ôn dịch, trong đó nêu rằng dịch bệnh là sự trừng phạt của Chúa đối với những ai ruồng bỏ Chúa và không nghe theo lời dặn của Chúa. Không có ôn dịch nào xuất hiện ngẫu nhiên. Hay nói cách khác, ôn dịch xuất hiện là do nhân tâm bại hoại, đạo đức suy đồi. Mục đích của nó là đào thải ác nhân. Và trong nền văn minh lần này, chúng ta đã từng có thời kỳ đen tối bị dịch bệnh hoành hành. Ví như bệnh dịch hạch ở thành Athens, 4 lần đại ôn dịch ở La Mã cổ đại, cái chết đen ở châu Âu, và gần đây nhất là COVID-19. Thật trùng hợp, khi một loại virus mới bùng phát ở Trung Quốc năm 2024 lại được nhắc đến trong hai tác phẩm nổi tiếng là Cách Am Di Lục của học giả Nam Sư Cổ và Văn Tự Trên Bia Đá của Lưu Ba Ôn. Cả hai tác phẩm đều chỉ ra rằng đại dịch sẽ xảy ra trong năm 2020 và đại họa sẽ lên đến đỉnh điểm trong năm 2024. Cách Am Di Lục do nhà thiền văn học Đại học giả Nam Sư Cổ thời Minh Tông, Triều Tiên viết vào thế kỷ 16. Nam Sư Cổ, hiệu Cách Am, là người trên thông thiên văn dưới tường địa lý, với khả năng tiên tri, có thể được ví với Thiệu Khang Tiết thời Bắc Tống ở Trung Quốc. Toàn bộ cuốn sách phân làm 60 thiên với gần 4 vạn chữ. Điều bí ẩn là tuy có lịch sử gần 500 năm, nhưng cuốn sách lại chỉ xuất hiện công khai vào thập niên 1980. Và việc giải mã nó trở thành một chủ đề nóng tại Hàn Quốc thời đó. Trong dự ngôn nói rất chính xác về một đại đạo lưu truyền thế gian, nhưng phải trải qua một trường ma nạn, đồng thời cũng giảng về những vấn đề nhân loại sẽ phải đối mặt. Cách Am Di Lục mô tả một đại dịch là lục giác thiên sơn điểu phi nguyệt,
bát nhân vạn kính, nhân tích diệt. Tức là ngàn núi lục giác chim bay hết, tám người, vạn đường không dấu tích. Nếu chúng ta để ý sẽ thấy, chữ thiền có sáu đỉnh, tám người, tức bát nhân. Ghép hai ký tự này lại thì được chữ hỏa. Mặt thiên hỏa trong chữ cổ có nghĩa là ôn dịch. Do đó, câu nói trên có ý rằng, khi đại dịch giáng xuống, ngàn núi không bóng chim, vạn con đường không bóng người. Câu này ngoài việc ám chỉ rằng số người tử vong rất lớn, đường phố sẽ vắng lặng vì dịch bệnh, rất giống như những gì đang diễn ra tại Trung Quốc hiện nay. Ngày 24 tháng 1 năm 2020, một nhóm 7 nhà khoa học tại Bệnh viện Jin Wintan, Vũ Hán đã công bố phát hiện khoa học trên tạp chí y khoa The Lancet về 41 trường hợp phát hiện bệnh viêm phổi lạ đầu tiên ở thành phố Vũ Hán. Báo cáo cho biết, người có triệu chứng đầu tiên xuất hiện vào ngày 1 tháng 12 năm 2019, tức ngày 6 tháng 11 năm âm lịch Kỷ Hợi. Các bác sĩ cho biết, virus viêm phổi Vũ Hán có thời gian ủ bệnh từ 1 đến 14 ngày, thậm chí là 24 ngày. Vậy, thời gian virus bắt đầu lây lan có thể là trong tháng 11 năm 2019, tức là tháng 10 âm lịch năm Kỷ Hợi. Thậm chí, có thể bệnh nhân đã bị lây nhiễm từ trước đó. Điều này phù hợp với các câu trên. Nếu hỏi ôn dịch thời nào hiện, nên xem giữa cửu đông tháng 10 và ngũ sầu nhân dân không yên ổn, lục sầu đông giữa tháng 9 tháng 12. Thành phố Vũ Hán có đồng hồ, có diện tích mặt nước đến 88 km vuông. Nếu đem ra so sánh thì nó lớn gấp 16 lần diện tích Hồ Tây Hà Nội. Đây được coi là hồ trong thành phố lớn nhất nhì Trung Quốc. Vũ Hán cũng là địa điểm đầu tiên xuất hiện và bùng phát dịch bệnh, sau đó lan ra toàn bộ tỉnh Hồ Bắc rồi đến Trung Quốc. Điều này ứng nghiệm với các câu tam sầu hồ rộng khắp đại nạn, tứ sầu các tỉnh khởi lang khói. Hồ rộng ở đây cũng có thể được lý giải là tỉnh Hồ Bắc, vốn là tỉnh có hàng nghìn hồ nước lớn, được mệnh danh là vùng hồ Hoa Trung, cũng là nơi có thủy điện Tam Hiệp, là thủy điện lớn nhất thế giới với hồ chứa có dung tích lên đến 39,3 tỷ mét khối. Bệnh dịch bùng phát ở Trung Quốc chính vào những ngày cuối tháng Chạp năm Kỷ Hợi và đầu tháng Giêng năm Canh Tý. Điều này ứng nghiệm với câu thập sầu khó qua năm Hợi Tý. Như chúng ta đã biết, có rất nhiều người nhiễm bệnh ở Vũ Hán, Hồ Bắc bị cưỡng bức đi cách ly tại nhà hoặc các bệnh viện tập trung, cuộc sống rất khốn khổ. Nhiều người bất ngờ chết gục trên đường phố, sau vài tiếng cũng không có người đến hỗ trợ. Thi thể được cho vào các túi đựng thi thể vội vàng đem đi hỏa thiêu mà không qua khâm liệm và làm nghi lễ mai táng. Điều này ứng nghiệm với câu thất sầu có cơm không người ăn, bát sầu có người không áo mặc, cửu sầu thi thể không người liệm. Và giờ đây thì chỉ còn câu kẻ nghèo một vạn lưu một ngàn, kẻ giàu một vạn lưu hai ba. Giàu nghèo nếu không hồi tâm chuyển thì xem ngày chết ở nhãn tiền. Câu nói trên chẳng phải muốn nhắn nhủ chúng ta rằng trong những trận đại ôn dịch này thì cứ một vạn người nghèo thì có 9.000 người chết, chỉ lưu lại 1.000 người còn sống. Còn trong một vạn người giàu thì chỉ lưu lại 2-3 người. Và như các bạn thấy, năm 2024 vừa mới bắt đầu đã có những dấu hiệu rõ ràng hơn bao giờ hết. Đây sẽ là một năm nhiều biến động nhất trong lịch sử nhân loại. Hơn nữa, các nhà tiên tri nổi tiếng thời hiện đại cũng đã dự đoán về năm 2024 thật sự không mấy tốt đẹp. Đầu tiên, dự ngôn của thần đồng tiên tri Ấn Độ về năm 2024. Bên cạnh bà Vanga thì thần đồng tiên tri 16 tuổi Abhiya Anand đến từ Ấn Độ là cái tên được giới chiêm tinh và tiên tri nhắc đến nhiều nhất trong những năm gần đây. Abhiya Anand đã chứng minh cho câu nói tuổi trẻ tài cao khi liên tiếp đạt được những thành tích mà không phải ai cũng có được. Thần đồng tiên tri 17 tuổi vừa mới làm ra những lời tiên tri về tình hình thế giới trong tương lai. Nó cụ thể như sau. Dịch bệnh là vào năm 2024, đại dịch Covid-19 có thể được kiểm soát hoàn toàn và mọi người trở lại cuộc sống bình thường như trước đây. Theo Anand, sau khi đại dịch Covid-19 kết thúc, nhiều đại dịch nguy hiểm khác vẫn sẽ tồn tại. Trong những năm tới, những đại dịch này sẽ làm thay đổi đáng kể cục diện kinh tế, chính trị và xã hội. Anand cũng đưa ra cảnh báo từ nay cho đến tháng 4 năm 2024 rằng nguy cơ xảy ra nhiều thảm họa lớn như động đất, sóng thần và lũ lụt là rất cao. Dự đoán này trùng hợp với những phân tích khoa học trong năm 2023, khi chúng ta đang đón nhận một năm El Nino nhiều kỷ lục
và khí hậu thì bị phá vỡ. Và như chúng ta đã thấy, ngay những ngày đầu của năm 2024, động đất và sóng thần ở Nhật Bản đã gây chấn động toàn thế giới và dự ngôn của Annan đã trở thành hiện thực. Thứ hai, tất nhiên là không thể bỏ qua nhà tiên tri Mù Vanga. Bà sinh năm 1911 và mất năm 1996, từng trải qua một tai nạn 52 tuổi nên mất đi thị lực. Thay vào đó, nhiều dự đoán của bà đã trở thành sự thật, bao gồm dự đoán về tương lai của những người xung quanh, đến cả những dự đoán về các sự kiện lớn trên thế giới. Thậm chí, bà Vanga còn dự đoán chính xác về cái chết của chính mình. Đối với năm 2024, nhà tiên tri Vanga đã đưa ra một số tiên đoán về vận mệnh thế giới như sau. Các cuộc tấn công khủng bố sẽ gia tăng ở châu Âu. Bà Vanga đã tiên đoán về những vũ khí có sức công phá khủng khiếp. Bà Lã Mù tuyên bố rằng một quốc gia lớn mạnh sẽ tiến hành các cuộc thử nghiệm hoặc tấn công vũ khí sinh học trong năm 2024. Bà cũng dự đoán cụ thể rằng những kẻ khủng bố sẽ thực hiện một cuộc tấn công vào châu Âu. Tiếp theo là khủng hoảng kinh tế trầm trọng. Trong năm tới, bà Vanga cảnh báo về khủng hoảng kinh tế ảnh hưởng đến nền kinh tế toàn cầu. Bà nhấn mạnh một số yếu tố góp phần dẫn đến điều đó là như sự gia tăng mức nợ, căng thẳng địa chính trị gia tăng và sự dịch chuyển sức mạnh kinh tế từ phương Tây sang phương Đông. Bà Vanga cũng tiên đoán rằng trong năm 2024 sẽ có những hiện tượng thời tiết và thiên tai cực đoan. Theo dự đoán, trái đất sẽ thay đổi quỹ đạo trong thời gian ngắn thay vì trong khoảng thời gian dài như thông lệ. Nếu điều này xảy ra trong một khoảng thời gian ngắn, nó có thể gây ra các vấn đề bao gồm biến đổi khí hậu và tăng mức độ phóng xạ. Cùng với sự phát triển của công nghệ, tấn công mạng đang là nghề được nhiều người quan tâm. Theo đó, nhà tiên tri mù quá cố dự đoán rằng năm 2024 sẽ là năm gia tăng tấn công mạng khi các hacker sẽ trực tiếp nhắm tới các cơ sở hạ tầng quan trọng như lưới điện và nhà máy xử lý nước. Thậm chí, bà dự đoán nó sẽ dẫn đến các mối đe dọa an ninh quốc gia. Trong năm 2024, bà còn tiên đoán rằng sẽ có một bước đột phá lớn trong điện toán lượng tử. Bà cho rằng thông tin điện toán lượng tử phát triển nhanh chóng và có thể giải quyết vấn đề nhanh hơn máy tính truyền thống. Nếu điều đó xảy ra, AI sẽ phát triển với tốc độ nhanh hơn. Và nhà tiên tri thứ ba là Nostradamus. Nostradamus là nhà chiêm tinh học người Pháp, từng dự đoán thế giới năm 2024 sẽ xuất hiện ôn dịch và nạn đói, hải chiến, tân giáo hoàng và tân vương. Michael de Nostradamus, hay còn gọi là Nostradamus, là nhà tiên tri, chiêm tinh học nổi tiếng người Pháp, sống ở đầu thế kỷ 16. Nostradamus sinh ra tại Saint-Rémy de Provence, miền Nam nước Pháp. Năm 1555, ông xuất bản cuốn sách Những lời tiên tri. Đây là bộ sưu tập lời tiên đoán về biến cố sẽ xảy ra với thế giới từ giữa thế kỷ 16 cho đến ngày tận thế, mà ông cho là sẽ xảy ra vào năm 3797. Mỗi thế kỷ được ông tiên đoán bằng khoảng 100 câu thơ, được trình bày bằng những lời lẽ mơ hồ, khó hiểu, nhưng được cho là sẽ dự báo những sự kiện lớn xảy ra trong tương lai. Trong phần tiên tri năm 2024, ông dự đoán khí hậu toàn cầu sẽ trở nên khắc nghiệt và hỗn loạn hơn nữa, đất đai khô hạn và trở nên cằn cỗi. Nhà tiên tri Pháp cảnh báo rằng nạn đói cực lớn sẽ là do ôn dịch, dường như ám chỉ tình trạng sâu bệnh phá hoại mùa màng, khiến dịch bệnh và nạn đói hoành hành. Thế giới hiện nay đang chứng kiến nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan hơn, trong bối cảnh nhiệt độ toàn cầu không ngừng tăng do khí thải nhà kính. Nostradamus cũng dự đoán về những cuộc đối đầu và hải chiến khiến đại dương kinh sợ. Một số chuyên gia địa chính trị cho thấy rằng đây có thể là lời ám chỉ căng thẳng trên eo biển Đài Loan hoặc tình hình xung quanh bán đảo Triều Tiên khi Bình Nhưỡng liên tục tiến hành các vụ phóng thử tên lửa đạn đạo. Nhà tiên tri này cũng đề cập tới những hỗn loạn trong hoàng gia năm 2024 khi cho hay một vua của các đảo sẽ phải thoái vị nhờ ngôi cho người không có dấu hiệu của quốc vương. Mario Riding, nhà phân tích kiêm tác giả cuốn Những lời tiên tri của Nostradamus cho rằng vua của các đảo ở đây có thể là vua Anh Charles III. Còn người không có dấu hiệu của quốc vương nhiều khả năng là hoàng tử Harry. Riding cho hay Nostradamus từng dự đoán đúng thời điểm nữ hoàng Elizabeth II qua đời năm 2022. Nhà tiên tri Pháp cũng dự đoán năm 2024 sẽ có giáo hoàng mới trẻ hơn, do giáo hoàng cũ tuổi đã cao. Giáo hoàng Francis đã 87 tuổi và đang gặp nhiều vấn đề sức khỏe, khiến ông không thể tới hội nghị khí hậu của Liên Hợp Quốc vì viêm phổi và cảm cúm.
Ông cũng công khai đề cập đến khả năng thoái vị khi sức khỏe không còn phù hợp. Nostradamus cho rằng giáo hoàng mới là một người La Mã tuổi tác phù hợp sẽ tại vị trong thời gian dài. Một số sự kiện mà Nostradamus dự đoán năm 2023 được cho là chính xác. Ông từng viết 7 tháng đại chiến, người chết vì kẻ ác. Rowan Avril sẽ không bị gục ngã trước nhà vua. Có thể phản ánh chiến dịch phản công mà Ukraine phát động từ tháng 6 đã không thành công và phòng tuyến của Nga tới nay vẫn vững vàng. Ông cũng viết rằng giá lúa mì tăng cao tới mức con người sẽ ăn thịt đồng loại. Dường như đề cập khủng hoảng lương thực toàn cầu trong năm qua. Sớm hay muộn, ta sẽ thấy những sự thay đổi lớn, những nỗi kinh hoàng và báo thù khủng khiếp. Có thể ám chỉ cuộc đột kích của Hamas vào lãnh thổ Israel hôm 7 tháng 10 năm 2023 và chiến dịch tấn công đáp trả quy mô lớn sau đó của Tel Aviv vào dải Gaza. Tuy nhiên, việc thảm họa xảy ra sớm hay muộn cũng một phần phụ thuộc vào chính con người chúng ta. Nhà tiên tri Onisaburo Deguchi của Nhật Bản đã từng nói rằng nếu một ngày loài người chỉ sử dụng năng lượng vô hạn của vũ trụ, vậy có thể tránh được nhiều thiệt hại về môi trường. Thậm chí, tuổi thọ của con người sẽ tăng lên đến 200 tuổi. Vì vậy, chúng ta hãy luôn đặt vấn đề bảo vệ môi trường lên hàng đầu. Bảo vệ môi trường cũng chính là bảo vệ chúng ta, bảo vệ nhân loại. Hãy cùng chờ đợi và hy vọng năm 2024 sẽ bình an. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.